Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Vâng, những cái dòng chữ mà quý anh chị đang nhìn thấy ở trên màn hình đây thì đang được mọi người chia sẻ rất là nhiều trên rộng rãi trên các cộng đồng mạng xã hội của Việt Nam. Bởi vì sau khi mà chúng ta nhìn được những cái dòng chữ này thì thực sự với mọi người là rất là bức xúc, bởi vì đây là một cái nhà xe tại Việt Nam nhưng mà nhận chở khách hai chiều Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên thì nhà xe này lại khẳng định là chiều về bao được cách ly 14 ngày. Đấy thì đây là cái mình đã chụp lại được cái màn hình của Zalo. Vâng, thì như vậy thì đây chính là cái lý do mà tại sao trong thời gian vừa qua, trong ít ngày gần đây thì liên tục phía cơ quan chức năng của Việt Nam họ túm được rất là nhiều, vâng, rất là nhiều hàng top thanh niên của Trung Quốc sang tràn sang Việt Nam. Thậm chí chúng đi hàng đoàn, và liên tục những ngày gần đây thì mọi người đã đều được biết những cái thông tin mà được đăng tải ngay trên các trang mạng xã hội là bắt được rất nhiều người Trung Quốc lọt sang Việt Nam để đi du lịch. Thậm chí nhiều người còn làm giả giấy tờ để bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày gần đây thì liên tục. Thì như vậy thì rất là nhiều người có hỏi rằng lý do gì mà chúng có thể lọt được vào Việt Nam một cách vô lý như vậy. Thì đây, vâng, sau khi chúng ta nhìn được những cái dòng status trên Zalo này thì chúng ta có biết được ngay đây chính là cái thủ phạm mà đã dẫn những cái người ở Trung Quốc vào Việt Nam để đi lung tung trong Việt Nam. Thì mọi người biết rằng là hiện tại thì phía Đà Nẵng vừa phát hiện thêm trường hợp nhiễm nCoV và đã bị cách ly rất là nhiều người rồi. Như vậy thì mọi người biết rằng thì với cái trường hợp từ người từ Trung Quốc họ sang như thế này thì Trung Quốc là cái nước mà vẫn còn đang dịch, vẫn còn đang bùng phát rất là mạnh trên diện rộng. Như vậy thì sau khi mà cái phía cái nhà xe như thế này tiếp tay cho những cái người Trung Quốc đó để lọt vào Việt Nam thì mọi người phải biết rằng là cái hệ lụy của nó, nhưng nó mạnh, nó kinh khủng như thế nào không ạ mọi người. Nếu trong trường hợp mà những người vào người ta không sao á thì chẳng có sao cả, nhưng nếu một trong số người này mà có sao á thì chắc chắn rằng Việt Nam lại hàng nghìn sao đấy. Mọi người thấy rằng là trong thời gian vừa qua thì người dân cùng với chính phủ thì cũng đã nỗ lực để dẹp được dịch rồi, tạm thời thì ổn, chỉ mong rằng thời gian tới sẽ ổn hơn để cho rất là nhiều người đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài họ sẽ muốn trở về quê nhà trong thời gian tới. Thì chúng ta đều nghĩ rằng sắp tới đây chúng ta sẽ được trở về nhà, nhưng gặp phải những cái đối tượng như thế này thì mình mong rằng mọi người hãy chia sẻ để cho cơ quan chức năng họ vào cuộc và phải bắt phạt thật nặng đối với những đối tượng này. Thật sự đây là những con sâu bỏ dầu nồi canh, bởi vì với những cái trường hợp như thế này thì bao nhiêu nỗ lực của người dân cũng như của chính phủ thì hoàn toàn đổ sông đổ biển. Bởi vì nhà xe này khẳng định rằng nhà xe này cái chiều về, chiều vào Việt Nam thì nhà xe này sẽ bao trọn cái việc là yên tâm là không bị cách ly 14 ngày. Thì mọi người thấy có thật sự là kinh khủng không? Đối với tất cả các khách nhập cảnh vào Việt Nam lúc này thì đều phải cách ly để theo dõi trong vòng 14 ngày. Như vậy thì cái nhà xe này dám khẳng định rằng là chiều về Việt Nam thì sẽ bao test cái việc là sẽ không bị kiểm tra test và cũng như là không bị đi cách ly 14 ngày. Như vậy thì chúng ta biết trong thời gian vừa rồi tại khu vực phía Nam thì cái lượng người Trung Quốc đổ vào rất nhiều, và rất là nhiều người đều có câu hỏi rằng chúng đi đường nào, đi được chỗ nào qua. Thì đây, và hôm nay chính là cái câu trả lời, mình sẽ để câu trả lời đây cho mọi người rằng đây là một cái trong số những cái nhà xe mà chúng là cái nguồn đưa người Trung Quốc từ Việt Nam, từ nước ngoài vào Việt Nam, thật sự vô cùng khốn nạn. Bởi vì lúc này thì mọi người biết rằng thì mọi người rất chia sẻ rất là nhiều cái bài viết như thế này, mong rằng cơ quan chức năng họ sẽ túm được cái nhà xe này và sẽ phải trả cái giá cực kỳ đắt đối với những người này. Bởi vì chắc chắn rằng trong thời gian vừa rồi thì những cái người mà lọt vào Việt Nam thì do những cái đối tượng này đã bao cái việc là bao test 14 ngày không bị cách ly. Thế nên là cái lượng người Trung Quốc đổ vào trong thời gian vừa rồi mà bị bắt rất là nhiều. Mọi người đã đều được biết, chẳng cần phải nói, thì mọi người cũng đã được trên cả TV hay là truyền thông họ cũng đã đăng tải nhan nhản những cái việc là liên tục những ngày gần đây lượng người Trung Quốc đổ vào Việt Nam vô cùng nhiều, bởi vì chúng muốn đi du lịch. Nhưng mà cái vấn đề là du lịch thì tất nhiên là chúng phải bỏ tiền, nhưng mà tên hại thì mọi người biết rằng thì trong lúc này dịch bệnh vẫn đang bùng phát trên diện rộng, vẫn còn đang diễn biến ngày càng một phức tạp. Mà bên Trung Quốc thì mọi người biết rằng chúng chưa hết, mà cái việc là người Trung Quốc đổ bộ vào Việt Nam như vậy rất là nguy hiểm. Bởi vì trong Việt Nam lúc này thì không còn lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng chỉ một số trong những cái thằng Trung Quốc này chúng lọt vào mà không may chúng có mắc bệnh thì mọi người biết rằng là Việt Nam lại vô cùng vất vả, và những cái người đang muốn trở về quê hương lúc này thì đường trở về Việt Nam lại còn phải xa quá. Nên là mình mong rằng là tất cả mọi người hãy có tâm một chút, biết rằng là khó thì đã khó chung rồi mọi ạ, tất cả mọi người đều khó. Nhưng đối với những cái trường hợp như thế này mà sau khi bị phát hiện thì cơ quan chức năng sẽ phải có cái biện pháp xử lý mạnh tay để làm mức răn đe cho người khác. Bởi vì nhà xe này chắc chắn là chạy rất nhiều rồi, và chắc là rất nhiều người biết, bởi vì kết bạn qua ghép chat đó thì chắc chắn rằng là hỏi địa chỉ y như rằng là kiểu gì cũng biết được cái nhà xe này ở đâu và chúng chạy tuyến nào. Bởi vì chúng đã dám khẳng định một câu là sẽ bao 14 ngày cách ly tại Việt Nam, thì như vậy mọi người biết rằng là chúng đã lách được luật, chúng đã chỗ tìm được đường đi chắc chắn. Việc là sau khi vào được Việt Nam thì cái lượng người đó sẽ tỏa đi đâu thì đi, đúng không ạ? Nên là cái việc đây là việc mình nói rằng là cực kỳ nguy hiểm mà mình đã phát hiện ra, mình chia sẻ để cho mọi người được biết. Mong rằng ở phía cơ quan chức năng họ cũng sẽ có câu trả lời cho tất cả mọi người đối với những cái trường hợp như thế này. Sau khi bị phát hiện thì mình nghĩ rằng cơ quan chức năng Việt Nam sẽ có phải cái biện pháp xử lý mạnh tay đối với những cái trường hợp này, bởi vì đây là những con sâu bỏ dầu nồi canh. Bởi vì những đây là những trường hợp vô cùng nguy hiểm, bao nhiêu công sức của người dân cũng như là của chính phủ Việt Nam nếu chỉ vì những con sâu như thế này
mà làm nguy hại đến Tổ quốc thì thật sự là rất là nguy hiểm. Bởi vì lúc này thì mọi người biết rằng thì rất là nhiều người trên thế giới cũng như là những người đi làm ăn xa họ đang muốn trở về. Như hiện tại thì mọi người đều biết rằng thì do cái tình hình của dịch bệnh mà Việt Nam lúc này còn chưa mở đường bay. Đấy, mọi người biết rằng là chưa mở đường bay. Nhưng đối với cái trường hợp như thế này thì họ gọi ra rằng chỉ cần đưa một thằng Trung Quốc sang mà nhiễm bệnh thì chắc chắn rằng Việt Nam sẽ còn đóng cửa rất là dài. Và cái đường về của những anh em đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài sẽ còn rất là xa. Bởi vì hiện nay thì mọi người biết rằng chỉ có những chuyến bay hồi hương thì những người trong trường hợp đặc biệt thì mới được trở về quê nhà. Còn đối với những anh em mà muốn về thăm quê hương lúc này thì thật sự với mọi người rằng là chỉ có ôm chuối bơi qua biển thôi thì mới về được. Còn cái việc là lúc này thì Việt Nam vẫn chưa mở lại đường bay, mà sau khi chúng ta gặp được những cái bài viết như thế này, thực sự là mọi người thật sự là rất là ức chế và vô cùng phẫn nộ đối với những cái người phải nói rằng là không hiểu được rằng họ đang nghĩ cái gì. Cả Việt Nam đang gồng mình chống dịch, người dân cùng chính phủ đồng hành để chống dịch, mà chỉ vì những con sâu bỏ dầu nồi canh này, chỉ trong một chút sai lầm của bọn chúng, vì chúng đâu có biết được là ai bị bệnh, ai không bị bệnh. Những cái người mà chúng nói rằng chúng sẽ đưa được vào Việt Nam mà không phải cách ly đó, thì liệu rằng những người này họ có phải là được an toàn 100% hay không? Hay là biết đâu một trong số những người mà nhập cảnh vào Việt Nam qua thông qua những chuyến xe của bọn chúng thì sẽ lại là những cái nguồn gây bệnh. Mà mọi người biết rằng thì cái bệnh này thì tất cả lúc này đến giờ này ấy, thì mọi người đã đều được biết rằng nó lây lan cực mạnh và cực nhanh, cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần một người lây lan thôi, nếu chúng ta không phát hiện sớm thì có thể hàng thôn, hàng xã, thậm chí hàng huyện sẽ phải bị cách ly ngay trong đêm. Đấy, mọi người biết trong thời gian vừa rồi thì Việt Nam cũng đã làm được những cái việc đó. Thế nên là cái việc là dịch bệnh lúc này thì đã cực kỳ là giảm tại Việt Nam. Đấy, chỉ lúc này chỉ còn những anh chị nào mà được đưa đón từ nước ngoài về thôi. Còn cái việc lây lan trong cộng đồng thì chúng ta có một thời gian rất là dài rồi, chúng ta không bị lây lan trong cộng đồng. Và đây là cái mong muốn của tất cả người dân cũng như chính phủ để Việt Nam sớm trở lại những ngày bình thường. Nhưng chỉ vì những cái con sâu bỏ dầu này canh này, mọi người nhìn thấy thực sự xem là mình thấy rằng là rất là ức chế. Vì mọi người chia sẻ rất là rộng, mong rằng phía quan chức năng họ sẽ tìm được cái nhà xe này để chúng phải trả cho cái giá đắt. Sẽ hỏi xem làm chúng đã chuyển bao nhiêu người thông qua cái việc là bao test 14 ngày không bị cách ly như thế này đã vào đến Việt Nam. Bởi vì chỉ vì những cái chuyến xe như thế này mà lượng người Trung Quốc thời gian vừa rồi mọi người đều biết đấy, chúng nó đổ vào Việt Nam rất là nhiều luôn. Vì cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện rất là nhiều, bởi vì người dân lúc này thì chúng ta đều nâng cao cảnh giác. Đúng, mọi người dân phải nâng cao cảnh giác khi phát hiện người nước ngoài ở tại Việt Nam thì hãy báo cho cơ quan chức năng. Bởi vì lúc này Việt Nam không cho phép người nước ngoài nhập cảnh qua những con đường du lịch mà chúng có thể vào được đến Việt Nam, thì chắc chắn rằng là chúng sẽ phải luồn chui lách hoặc là đi qua những cái chuyến xe như thế này. Đấy, đi qua những cái chuyến xe bao test 14 ngày này thì chúng mới có thể có cái cơ hội để trở vào Việt Nam. Và thời gian vừa rồi thì mọi người biết rằng đa phần cũng rất là nhiều người dân cũng đã nâng cao cái tinh thần cảnh giác, và sau khi họ phát hiện được người nước ngoài đấy thì đã báo với cơ quan chức năng và họ đã tổ chức truy bắt những cái người này, thì đa phần là người Trung Quốc thì cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì Trung Quốc là cái nước vẫn đang còn dịch bệnh mà lại bao test cái việc là từ Trung Quốc vào Việt Nam không phải cách ly 14 ngày, thì mọi người có thử hiểu rằng là nghe xong mọi người có thấy rợn tóc gáy lên không? Mà phía cơ quan chức năng họ biết được cái thông tin này thì mình nghĩ rằng cũng phải lên cái phương án để triệt bỏ những cái đường dây như thế này. Bởi vì nó vô cùng nguy hiểm. Nếu như một chuyến xe đó mà đổ vào Việt Nam thì bao nhiêu công sức của người dân cũng như chính phủ đổ sông đổ biển, bao tiền của sẽ lại phải đội nón ra đi chỉ vì những cái con người mà nói cực kỳ vô ý thức như thế này. Mình nói rằng là mọi người rằng vô ý thức cực kỳ luôn. Sau khi mình phát hiện được cái bài viết này đăng tải trên mạng xã hội thì mình thấy rằng cái lượng chia sẻ rất là nhanh, bởi vì mọi người đều càng rất là căm phẫn đối với những cái con người như thế này. Chỉ vì một chút lợi nhuận trong cái lúc dịch bệnh như thế này mà chúng sẵn sàng bỏ qua cái lợi ích của quốc gia. Bởi vì đúng rồi, lúc này thì rất là nhiều người muốn được vào theo cái kiểu đó. Thì khi mà có những cái thông tin như thế này thì chắc chắn rằng là rất đông người sẽ đăng ký cái chuyến xe của bọn chúng để có thể đột nhập vào Việt Nam thông qua cái chuyến xe mà không phải cách ly 14 ngày như thế này. Bởi vì bây giờ đi du lịch mà vào đến Việt Nam lại phải cách ly 14 ngày thì còn lịch với lõm cái gì nữa đâu ạ. Mà trong khi đó thì người dân lúc này trong nước thì rất đang vui vẻ bên quây quần bên những cái bãi biển, bởi vì lúc này đang rất là nóng. Thì đây là một tin rất là vui, bởi vì chúng ta không còn ca nhiễm trong cộng đồng nữa thì người dân cũng dần dần sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Thì đây là một cái tin vui, và bạn bè thế giới thì họ cũng đang ngưỡng mộ Việt Nam với góc nhìn là Việt Nam đã đẩy lùi xa được, tuy rằng một cái nước còn rất là nghèo nhưng mà chúng ta đã làm được cái việc mà những cái nước cường quốc mạnh như là Trung Quốc hay là Hàn Quốc cũng thể là Mỹ đấy, mọi người họ còn chưa làm được. Nhưng Việt Nam đã nhờ sự cố gắng của chính phủ cũng như của người dân thì chúng ta đã làm được cái việc đó. Thì như vậy chúng ta phải tự hào và chúng ta phải cố gắng để giúp đỡ lẫn nhau, chứ tránh cái trường hợp như thế này thì mọi người thật sự là xem cái thông tin này xong thì mình chán hẳn luôn. Đấy, đường về thì bọn mình còn xa lắm mọi người ạ, vẫn tiếp tục. Trong khi đó thì ở Đà Nẵng lại phát hiện thêm một vài cái trường hợp là nhiễm nữa rồi, lại bắt đầu tiếp tục cách ly. Lúc này thì báo đài đã đăng tải rồi, mọi người có thể truy cập đều được biết là mới đây nhất lại tăng thêm ca nhiễm tại Việt Nam, họ đã bắt đầu tiếp tục cách ly. Còn đối với những cái trường hợp nhà xe như thế này thì mình mong rằng mọi người hãy chia sẻ những cái thông tin này để phía cơ quan chức năng họ sẽ liên hệ, hoặc bằng một cách nào đó họ sẽ phát hiện được cái nhà xe này ở đâu và họ sẽ phải có một cách để mà phải cho bọn này phải trả giá. Bởi vì thực ra như thế này là đang đi
mình có phải nói cái từ gì để cho hợp với cái bọn này được. Thật sự là đang đi phá hoại, thật sự là bọn này bọn phá hoại rồi mọi người. Bởi vì bao nhiêu cái nỗ lực chỉ cần một chút sơ suất của bọn này thôi. Vì nó bao test 14 ngày trong cái quán xe đó thì vào nó cũng không hề biết được ai có bệnh, ai không có bệnh. Nó cứ chỉ cần đưa vào đi Việt Nam xong thì ai muốn đi đầu đi rất là nguy hiểm. Như trong thời gian vừa rồi thì mọi người biết rằng cái bọn Trung Quốc ấy, sau khi nó vào đi Việt Nam thì nó tỏa đi khắp nơi nơi, làm giấy tờ giả để bay từ nơi nọ đến nơi kia, hoặc là chúng có thể đi từ nơi nọ đến nơi kia một cách tung hoành như vậy. Chỉ phi mà khi cơ quan chức năng họ phát hiện ra thì chúng mới phải dừng chân lại và bị túm lại đem đi cách ly. Thì thật sự mọi người là sau khi nghe những cái thông tin thời gian vừa rồi liên tục bắt được cái bọn Trung Quốc nó vào Việt Nam thì mình cũng chưa hiểu được rằng là chúng vào bằng cách nào, vượt biển, vượt đường biên hay là ở nơi nào đó chúng có thể đi qua. Nhưng mà giờ chúng ta có thể biết được rằng đây là cái người trung gian mà trung chuyển chúng từ Trung Quốc vào Việt Nam bằng cái việc là bao test 14 ngày không phải cách ly, dẫn đến cái việc là chúng sẽ đổ bộ vào rất nhiều trong thời gian tới. Bởi vì lúc này thì mọi người đều biết rằng thì thời tiết đang rất là nóng, thế nên là việc là chúng sẽ tràn vào Việt Nam để đi du lịch. Mà đây là rất là nguy hiểm vì không biết chúng bị bệnh hay không. Khi chúng xuống một cái bãi biển nào đó thì thôi rồi Lượm ơi, mọi người ơi, thật sự mình cũng dùng mình không thể tưởng tượng được nếu như một người Trung Quốc không may họ nhiễm mà họ đột nhập vào một cái bãi biển nào đó thì thôi rồi Lượm ơi, lúc này thì mình cũng không còn dám tưởng tượng được cái gì nó sẽ xảy ra nữa đâu mọi người ạ. Thế nên là mọi người thế sau khi mà biết đến cái bài viết này thì hãy chia sẻ để cho cơ quan chức năng khu vực đó họ có thể phát hiện ra và phải làm sao triệt để bỏ cái nhóm người này. Bởi vì rất là kinh khủng khiếp khi mà nếu như mà chúng ta không biết mà để tiếp tục chúng trung chuyển những cái người từ nước ngoài vào Việt Nam bằng cái con đường xe này mà lại không phải báo test 14 ngày không bị cách ly như thế này thì quá là nguy hiểm luôn. Đấy là những cái thông tin mà mình cũng cập nhật để cho mọi người được biết khi mình vừa mới cập nhật được ở trên mạng xã hội. Mình sẽ cập nhật cho mọi người những cái thông tin ở những video sau. Video này thì mình cũng xin được kết thúc ở đây. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.